Ôi, chào tất cả các bạn đến kênh Bình Thuận Chú Yêu nha. Hôm nay mình cũng chia sẻ với những khung cảnh và những thước phim hay cho các bạn xem nè. Đây là pha súp của Bình Thuận Khẩm Tải không các bạn ơi, kìa. Chạy tốc độ rất là dữ về cửa cảng, chạy xé nước các bạn thấy không? Hôm nay pha súp Bình Thuận là trúng đậm luôn các bạn ơi, chạy kìa. Nhìn cái màu chạy không ghe nào, ghe nấy Khẩm Tải, bạn thấy ghê không? Không cặp ghe, một ghe Bình Thuận, một ghe Ninh Thuận nữa, bạn gọi là Cà Ná đó các bạn. Cũng đang tăng tốc về cảng các bạn, sau những giờ đánh bắt ngoài khơi bây giờ các anh đã cho những tấn cá cơm tươi ngon về cửa cảng đó các bạn. Cá cơm này các bạn làm gỏi cũng được, mà nước mắm cá cơm nói chung là phải không, không cần phải nói rồi, mắm cá cơm đủ thứ hết trơn các bạn. Rất là nhiều những làm những món ăn luôn các bạn, nói chung về cá cơm mà ăn nhanh ngọn lẹ luôn các bạn. Ghe lặn cũng về cửa cảng các bạn, không thấy khẩm ốc sò không? Đã không, bao bao là ốc sò đó các bạn. Bội thu hay là ghe này bội thu các bạn, thì mình cũng chia sẻ với tất cả các bạn luôn á. Chiếc ghe tải các bạn, gọi là xuồng các bạn, ở đây các bạn, người dân ở đây gọi là xuồng, cũng đang đợi mấy chiếc pha súc này về để mà để sang cá các bạn. Các bạn thấy không, chiếc pha súc của Bình Thuận này màu rất là đẹp, bằng xanh đen phải không, đẹp ha. Nhìn rất là sáng láng, lắc tiếp rất đẹp bạn thấy không. Nói chung những ghe này phải nói là đóng tiền tỷ luôn các bạn. Thấy số hiệu Bình Thuận này 99964TS, quá đẹp các bạn. Số ghe đúng là đẹp, chuẩn đẹp luôn. Số ghe đẹp mà ghe cũng đẹp, mà dáng ghe đúng đẹp luôn. Nói chung là phải nói là hoàn hảo luôn các bạn. Thêm đặt máy giăng ma chạy nó phải nói là đầy quy lực luôn các bạn. Bạn hay đặt chân của đa số là ghe ngư dân của Lagi hay sơn cabin màu vàng các bạn thấy không. Thấy không, màu vàng rất đẹp ha, đủ màu các bạn thấy không, nhìn rất là xịn sò đúng không bạn. Sắp sửa về tới cửa cảng các bạn ơi, thì mình cũng chúc cho anh em luôn luôn sức khỏe nè, đặc biệt chủ ghe đi chuyến nào là trúng đậm chuyến đó luôn nha. Nói chung là xăng dầu bây giờ cũng đã dấu hiệu hạ giá cũng khá là mạnh đó các bạn, thì mình cũng chia sẻ với tất cả các bạn mình cùng xem luôn nha. Chiếc pha súc hồi nãy các bạn khơi khơi xa xa các bạn, chiếc pha súc Ninh Thuận các bạn thấy không, chạy cái kiểu mà này các bạn, nó có bao nhiêu tấn cá cơm trên ghe các bạn. Chạy ngập qua con lươn bụng, con lươn bụng luôn cả đó các bạn thấy kìa, chạy mà cái mũi phì phà lũ lũ phía trước rồi mới là đủ hiểu tình em cái chế độ đầy cá khẩm cá cơm như thế nào đó các bạn. Không biết có móc lên bon chưa hay là còn dưới hầm không các bạn, mà trời này cũng nổi nắng nữa các bạn, nên anh em cũng hạn chế bóc cá cơm lên nữa các bạn, để dưới hầm luôn, khi mà tới cả cảng bắt đầu anh em mới sang cá trực tiếp qua xuồng luôn các bạn. Chiếc giả cào chiếc cũng đang tăng tốc cơ khơi này các bạn ơi, đỏ ho các bạn thấy không. Chiếc kè lặn cũng về cửa cảng các bạn, nói chung giờ này cũng xế xế đó các bạn ơi, cũng tầm 11 12 giờ trưa đó. Thì mình cũng cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh Bình Thuận Giáo Viên trong suốt thời gian qua luôn nha. Mấy ghe lưới nhỏ chạy cũng khá là nhiều khơi đúng không bạn, đó dùm gần cho các bạn xem cho nó phê xíu. Chiếc pha súc Cà Ná đó các bạn, lại chiếc Bình Thuận cũng Khẩm Tải, chiếc Cà Ná cũng Khẩm Tải luôn bạn không, ghe nào ghe nấy về, nói chung là cũng trúng đậm như thế thì mình quay cái cảm giác phê các bạn. Số hiệu là giật giật của các bạn ơi, ghe đang vô hấp dẫn quá, mình không có cắt bỏ luôn để cho các bạn xem luôn, các bạn đừng chê nha. Những thước phim nó hay quá thì mình để cho các bạn xem nó giật giật nhâm sao quá các bạn. Các bạn cũng thông cảm là cái ghe cũng đang sang cá qua các bạn không. Ghe mà lấy sang cá bạn không, ghe này cũng đậu ở ngoài cửa cảng sang cá không bạn, chứ không có vô cửa cảng luôn nha. Ghe này lấy là mười mấy 20 tấn không bạn, nhìn rất là đã luôn. Hẹn hồi nào ghe nào mà sang cá thì mình cũng chia sẻ với anh em cho anh em mình xem luôn. Nhìn rất là phê bạn không, pha súc nè, đã nhiều ghe đậu nó mới về đây các bạn đánh bắt. Nói chung là tùy theo mùa anh em đánh bắt cá cơm, không phải mùa nào cũng đi đánh bắt cá cơm hết các bạn ơi. Số hiệu là Ninh Thuận là 90490TS nha, quá đã. Mặt ghe bằng sơn rất là đẹp tuyệt vời không, mặt ghe nào cái này rất tích rất đẹp luôn nè. Mấy cái xuồng này cũng đang quằn ở đây để sang cá các bạn. Ghe hôm nay đang sang cá qua, anh em cũng đang tranh thủ sang cá qua bạn, để
lên cảng rồi, chứ không có trực tiếp lên cá ở cảng đâu. Mấy cái xuồng tải nước ngọt cũng đang lú lắc ngoài cửa cảng đó. Cái ghe này đang sang cá, sắp sửa xong rồi các bạn, nó lâu lắm nữa các bạn. Thì mình cũng chia sẻ với các bạn xem luôn, chiếc khoa súc cà ná cũng tăng tốc luôn ha. Đó, đang nhảy sóng về cửa cảng, các bạn thấy ghê không? Vô cửa cảng là ra khơi đây, cái màu này ảnh cái ảnh ra khơi sao mà bên này ra khơi các bạn ơi, bên này hoa súc cà ná ra khơi các bạn, ghe vô ghe ra nhìn chạy rất là phong độ. Hôm nay thời tiết cũng gió cũng cấp 6 cấp 7 rồi, biến động nhẹ không có lớn nên ghe ra vào rất là êm bạn ha, chỉ có sóng gió lớn thôi. Đó, nhìn chạy tốc độ rất là uy lực các bạn không, quả lực luôn, chạy ra đúng là uy lực của mấy dân ma chạy rất là khủng luôn các bạn. Ảnh tăng tốc khi mà ra khơi rất là khủng luôn bạn, mà khi mà tới điểm đánh là mấy ảnh chỉ là chiếc đầu ghe thôi, bắt đầu là căng lưới ra xong rồi bật đèn lên, bật tắt cái bạn để dụ cá các bạn. Nói chung là mấy anh em cũng sử dụng đèn đèn pha năng lượng mặt trời không các bạn, ghe nào cũng sử dụng đèn led bạn thấy không, anh em cũng nói chung là sử dụng đèn led chế độ cực sáng mà, nói chung hạn chế bớt tiền dầu xíu luôn các bạn, nói chung là nó hạn chế thôi chứ không có giảm tuyệt đối đâu rồi, cũng hạn chế một phần nào cho anh em dân biển có cuộc sống tốt hơn. Đó, bạn thấy không, mình nhìn quay những thước phim cho các bạn xem, những thước phim những khung cảnh ghe vào cửa cảng đẹp cho các bạn xem, ra vào để cho các bạn xem để mục đích mình làm gì để lưu giữ làm kỷ niệm. Thì những lúc anh em đi ghe về nghỉ ngơi xem được tiếp và ủng hộ mình luôn, thấy hay anh em chia sẻ mạnh lên để cho kênh mình nó lan tỏa xíu nữa nha. Mình cũng cảm ơn tất cả mọi người và anh em trên mọi miền đất nước đã ủng hộ và chia sẻ cho kênh mình những cái suốt thời gian qua luôn nha. Thì anh em mình biết những thông tin là chính xác thì chủ ghe rồi thì cần tiếp cận em phía dưới để cho mình chia sẻ với anh em một cách tốt hơn và hoàn hảo hơn. Thì kênh Bình Thuận Với Yêu còn những gì thiếu sót rất nhiều luôn, thì cũng nhờ tất cả cô chú anh chị em gần xa bình luận và góp ý để cho kênh phát triển hơn nữa luôn nha. Thì nói chung là những sự góp ý của tất cả mọi người là những nguồn động lực lớn nhất để cho mình ra những clip một ngày một tốt hơn bạn. Này chiếc pha súc của Ninh Thuận cũng ra khơi nè các bạn, cũng đang từ từ ra khơi nha, chứ không phải tăng tốc, chưa có đạp ra đâu nha. Đó, bạn thấy không, số hiệu đó là Ninh Thuận nè, 90560 Tết không coi, gần xíu nữa coi coi, hãy 60 kể thôi. Cái dây nèo là chè cái số các bạn. Ghe pha súc ngập biển các bạn, đó ghe ngập biển mở biển cho những chuyến tiếp theo các bạn ơi. Đó, nhìn quá đã quá xịn sò bạn ha, mặt ghe mở dáng ghe chuẩn đẹp luôn bạn thấy không, điều là lắc kích rất đẹp các bạn, thì đa số mình hay nói các bạn này lắc kích rất đẹp, ghe thấy bóng sáng lớn không, nhìn quá tuyệt vời luôn các bạn, đúng là xịn sò luôn. Ghe ngọc biển là mình cũng chúc cho anh em luôn luôn sức khỏe dồi dào, đặc biệt đi chuyến nào là bội thu chuyến đó luôn nha. Đó, đi đánh cái mẻ nào là trúng đậm mẻ đó luôn. Sử dụng đèn led bạn thấy không, nó dùng vòng cabin là nó không, nó bạn có mạng tích điện ở trên tuốt trên máy dòm cabin bạn thấy không, là nó đó, mạng tích điện đó các bạn, gọi là lượng mặt trời đâu thấy không đó, mình chia sẻ bạn xem luôn. Cabin được thiết kế quá đẹp bạn không, gọn gàng các bạn không, chứ không có gồm gà. Nói chung là thiết kế cabin kiểu như hai tầng, cái tầng trên để cái như có cái lồng cu để ba cái sọt thôi các bạn. Đó, sóng gió ngoài cửa cảng cũng cấp 6 cấp 7 mà, mình cũng chia sẻ với các bạn, không phải là gió cấp 8 cấp 9 đâu, 8 9, sóng nội sóng lấy chờ bãi lửa gì các bạn, này cấp 6 cấp 7 thôi. Thì mình cũng chia sẻ với anh em luôn, dù anh em nhiều anh em nói rồi không khai báo giờ giấc thì mình cũng anh em thông cảm với mình nha, nhiều khung cảnh giờ giấc thì mình không thể là mình nhớ được các bạn, nhiều lúc ra đây quay nắng này nọ thì mình cũng tập trung để quay cho những thước phim cho các bạn hay thôi, nhiều lúc mình còn sơ suất nói không có hoàn hảo cho mấy thì cũng nhờ anh em góp ý với mình để
cho mình. Nói chung là một từ từ mình sẽ khắc phục cho nó một ngày một tốt hơn nữa các bạn. Đó thì mình cũng cảm ơn những góp ý của cả các bạn, là rất nhiều luôn, mình nãy mình nói rồi đó các bạn. Thì mình cũng ít lặp lại lắm, thì mình cũng muốn quay những thước phim cho các bạn xem hay thôi, mẫu ra đẹp ra vào cửa cảng thôi, chứ còn cái vấn đề đi ra mà trực tiếp ở ngoài khơi thì mình nói chung là mình sẽ sống nặng lắm các bạn, thì các bạn cũng thông cảm với mình. Nói chung mình cũng vì cuộc sống nữa các bạn, mình cũng đi làm này nọ nữa, khi rảnh rỗi thì mình mới đi quay cho các bạn xem. Thì các bạn xem cũng đừng quên like và chia sẻ với mình, tại vì mình có cuộc sống mà các bạn. Lương bây giờ, lương YouTube bây giờ không đủ sống đâu các bạn, có mấy đồng các bạn. Thì mình cũng nhờ tất cả các bạn chia sẻ mạnh để cho kênh mình lan tỏa hơn các bạn, để có cuộc sống và thu nhập chung ổn định hơn, nên mình mới đi làm này nọ các bạn, không có thời gian quay ra trực tiếp như công khai giờ giấc cho các bạn xem được. Nếu mà mình chuyên về trực tiếp là làm quay ra không thì mình mới cập nhật thời gian cho các bạn xem nha. Thì anh em thì mình cũng chia sẻ này luôn, thì mới đúng chính xác cho anh em mình xem được. Nhiều lúc mình nói xạo xạo thì anh em người ta chắc nóc chủ ghe rồi nói này nọ các bạn, thì các bạn thông cảm với mình nha. Thì mình cũng chia sẻ thật tâm với các bạn luôn. Rồi video mình cũng tạm thời kết thúc tại đây video các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của kênh Bình Thuận Dấu Yêu nha. Xin chào, hẹn gặp lại của khán giả của kênh Bình Thuận Dấu Yêu nha.